Ai mua Xin cam chào sành tất cả đây? nha. Chào tất cả các anh em đi bán hàng Ai mua cam sành nào? tất cả các mọi anh em trên mọi tổ quốc đã đi bán hàng rong nha. Và cảm ơn tất cả anh em đã mua Ai mua cam sành đây? máy alo của bên em trong thời gian qua. Ai mua cam sành nào? bận công liên lạc video và hộp vỏ Ai mua cam sành đây? Bên em đã thay đổi sang cái màu hộp gỗ nha bác nha. Ai mua cam sành nào? Bây giờ là hộp màu gỗ nha. Thì anh em có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112 nha. Ai mua cam sành đây? Đấy, kênh YouTube của em là Ai mua cam sành nào? Ok. Đây. Hôm nay có thời gian em lại test thử một đoạn cho các bác nha. Ai mua cam sành đây? Bánh mì nóng nha. Bánh mì nóng nhé. Ai mua đây, cam sành nào? Thì đây cũng như thường lệ là dấu cộng em đánh dấu là dương mía quy này. Dấu trừ là âm mía. Ai mua cam sành đây? Như nào cũng được nhá. Đây là cái loa 10 cho nên nhỏ các bác nhé. Ai mua cam sành nào? Anh em có nhu cầu. Bây giờ phần lớn là nhiều anh em mua loa 10. Ăn nhỏ gọn hơn. Ai mua cam sành đây? Nước nhá. Còn là âm ly bên em là Ai mua cam sành nào? Ở các bác 3 tháng nha. Bên em có thể bán âm ly này. Loa hay thẻ nhớ nha. Đây cái này là Ai mua cam sành đây? Đây là em đang cắm trực tiếp lên máy này. Đấy. Ai mua cam sành nào? Đây là cắm thẻ trực tiếp nha các bác nha. Đấy. Các bác có USB thì cắm USB. Cắm thẻ nhớ nếu các bác mua Ai mua cam sành đây? Thẻ nhớ các bác nha. Đấy. Ai mua cam sành nào? Thích nghe nhạc, còn qua Bluetooth máy này là ok luôn nhá. Đấy. Bây giờ em mở thử này. Đây là Ai mua cam sành đây? Ai mua cam sành nào? Ai bảy mì đâu đây? Đây là công tắc tắt mở này. Ai mua cam sành đây? Đây bây giờ là con nước Ai mua cam sành nào? Tín lùi bài các bác nhé. Tín lùi bài các bác nhé. Đấy, bác. Ai bánh mì đâu nào? Anh em là có nhu cầu. Ai mua cam sành đây? 49112 nhá. Ai bánh mì bánh mì. Ai mua cam sành nào? Chế 100% rất là nhiều nhá. Đấy. Ai mua bánh mì đâu nào? Ai mua cam sành đây? Ai mua cam sành nào? Ai bánh mì đâu đây? Ai mua cam sành đây? Kết nối Bluetooth các bác nhé. Kết nối Bluetooth, kết nối điện thoại các bác nhé. Ai mua cam sành nào? Mua cái liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112 nhé. Các bác chỉ cần đầu câu mình. Ai mua cam sành đây? Đây là bình xe máy này. Đấy. Ai mua cam sành nào? Các bác đi xe đạp điện thì các bác câu đây một bình ắc quy đạp điện. Và anh em nào có nhu Ai cầu mua cam sành đây? Nói lên xe ô tô thì các bác câu từ bình Ai mua cam sành nào? Thì cái này là rất là bền. Đấy, bên em có thể bảo hành cho các bác 3 tháng nhá. Đấy. Thời gian đầu Ai mua cam sành đây? Đầu mới nhá. Nếu hắn trục trặc nhá. Ai mua cam sành nào? Video sau em sẽ làm cái lo 15, bi lo 15 nhé. Thì cái này là lo 10, anh em có nhu cầu lo 10. Ai mua cam sành đây? Các bác nhé. Lo 10 cũng bền nhé. Ai mua cam sành nào? Lo nén Việt Nam. Đây, vỏ hộp luôn này. Lo nén, lo 10 đây. Thì nếu anh em nào mua cái liên hệ số Ai mua cam sành đây? Thôi, video hôm nay. Ai mua cam sành nào? Sau em sẽ làm dài hơn. Xin chào và tạm biệt các bác nhé. Chúc các bác buổi sáng vui vẻ nhé.